Vâng, chào các bác nha. Lên sóng liền những con sản phẩm gọi là như khui thùng. Con này hàng đấu mạng Nhật về nha các bác. Đấy, dễ gì các bác tìm được con 1090 mà hàng đúng chất nước ngoài. Tại vì những con này hàng mà hàng đấu về giờ cũng hiếm đó các bác. Thì không có hàng đâu các bác. Đa số các bác lai ra chỉ sản phẩm họ nâng cấp rồi. Các bác nhìn này, những con hàng chất nước ngoài này. Thứ nhất, quai và cái nước phay của nó này, chữ nghĩa này, đấy, đây, có thấy đường phay nó không? Cái mạch của nó là mạch phay xước màu đen, có thấy không? Hàng chắc nước ngoài là nó như thế đó. Còn những cái con mà ấy là các bác 100% là hàng qua te là hàng chuyển qua chuyển lại thôi. Những con 1090 hàng nước ngoài về nó hiếm. Bởi vì sao? Không phải là mình không có tiền đâu, bởi vì nó không có hàng để đấu đấy, nên nó lai ra là những cái sản phẩm chuyển qua tay người này người nọ xài thôi. Đây là con đúng chất hàng đấu về luôn. Em có hình từ bên đó họ chụp, họ đăng trên trang họ ba họ đấu luôn đó. Đây, con này em đấu về này, đẹp chưa, như mới như vui thùng luôn. Có chuyển điện nha, hiện tại là nó đang gạt qua điện 220 này. Tại đây con ở thị trường châu Âu. Tem cờ này các bác, đây. Tem khi xuất xưởng này, họ dán này, tiếng Anh này, 220V. Có nghĩa là bên trong họ đã chuyển 220V rồi. Cái series con này khá là tuyệt vời nè, 909969 gì đó. 220V, nhưng mà các bác xài thích hệ nội địa thì mình chuyển qua nha. Khi họ xuất hiện cho họ sẽ dán cái tem 220V mới tin. Đây các bác sẽ thấy được 4 con sò Toshiba, 4 xanh 4 đen và 4 con nhỏ nha. Xanh đen này, con xanh này, đây này nó mới tin. Đây em sẽ mở luôn cho các bác cùng chiêm ngưỡng luôn nha. Con này giá 14 năm nha các bác. Đây các bác cùng ngắm nha. Bên em gọi là chuyên hàng đấu cũng như là hàng chất nước ngoài về để phục vụ các bác một cái sản phẩm nó đạt và tối ưu nhất. Các bác nhìn này, sexy này, cái nhìn ốc không là đủ mê rồi các bác. Nói thẳng là một điều là con CM1090 hàng chất nước ngoài nó rất là hiếm nha các bác, nó rất là hiếm. Như là em nói, nó không có hàng chứ không phải là mình đấu không được. Đây là các bác sẽ thường thấy trên thị trường những con nó sẽ bụi bặm cú, không bao giờ được chỗ này đâu. Đó là hàng đã kiểu là sang tên này, sang qua người này người nọ, không bao giờ bèn chỗ này được. Hàng nước ngoài về nó như là này bác, có này, ốc ác này. Những cái dây thôi đủ phê rồi, nói chung là nó đẹp, rất là đẹp. Về được một con hàng nước ngoài về thì rất là xứng đáng, đồng tiền. Bác nào chốt thì cứ alo cho em 14.500.000. Hình như có. Rồi em xin chào, hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo.